Hàng sứ giả khai nước và anh ta đang có một tình huống muốn ăn nhanh của sứ giả khai nước rồi. Trong khi đó, phía dưới của bản đồ, trăng mờ được sử dụng sát thương để từ trời quá lớn. Bên phía bên này thì giao tranh nổ ra gần hàng sứ giả khai nước. Penguin sau khi tung ra đóng hộp của mình thì anh ta bỏ chạy với một chấm máu. Người nằm lại ở trong pha thi đấu này đó là Jay Chong. Và bây giờ thì Maru tiếp tục bổ những cú rìu của mình vào người đi đường của đối phương đó là Jay White, khiến cho khả năng can thiệp vào hàng của sứ giả khai nước thậm chí là đi ra vòng sân trụ, pha xoáy cầu hoàn toàn trượt. Chiêu cuối tung ra sự xích của BDG là tốt để giúp cho anh ta chạy được, nhưng không, nó băng lên với chú bò, cầm cho mình là đại lưng và đánh thẳng vào mặt của BDG, dứt điểm được BDG. Hỗ trợ từ Africa Freak đánh quá gắt. Có thể là lính đường dưới của họ là lính luôn đẩy, được lính rất to đang đẩy vào phía trụ hai. Trong khi đó, Jay White đang bị cấu máu, Jay White mất rất nhiều máu sau pha thi đấu này. Hất được một người lên, đó là Nò. Anh ta đang đợi đồng đội mình combo, Penguin đang thoát về phía sau. Trong khi đó, bên phía bên kia, Zeki chém cực kỳ lực vào người BDG. Và BDG đã bốc hơi rất nhanh ở trong pha thi đấu này. Chiêu cuối tung ra rất muộn nên từ cò không thể làm gì cả. Đối phương vẫn quá nhiều sát thương và sau đó ta phải tốc biến để bỏ đi mà thôi. Chiêu cuối của Maru và Nò đang vòng ở phía sau lưng của hai thành viên phía T1. Trong khi đó, ở trong hang Badon, pha ăn Badon thành công đến từ các thành viên của T1. Các bạn à, lo và cứ Badon rất hay và bắt đầu lao lên. Diana trong tay của con đã phải nằm, nhưng còn đến hai người rất thấp máu bên phía bên này. Penguin kéo được một người, dịch chuyển tới, chiêu cuối tung ra từ dây chỉ trong hay không. Nhưng còn và rớt trong tay của BDG, lúc này còn full cây quay ngược trở lại, bắn từng người một. Nhảy liên tục, double kill dành cho Maru, nhưng sau đó cũng là double kill game anh. Tuy nhiên là quyết định nhanh này của họ cũng là quyết định sai. Baron bị cướp đi mà không có sự có mặt của người chơi đi đường chơi hoài. Và được lính với một lời bàn tay Baron này giúp cho T1 có được ván thắng đầu tiên sau một pha cướp Baron vô cùng mãn nhãn. Một cấp hơn đến từ Nod. Trong khi đó thì T1 đang có con của vực đường dưới. Nhưng đây là chơi hoài bị giữ lại một cái trăng bờ. Nhưng người bị kiệt sức đó là Choir. Và ta nên phải đem số bằng địa chấn được tung ra. Và đây giao tranh bắt đầu nổ ra. BDG đang có thể bắn và ta đang bắn rất cháy. Bên phía bên này Aquat bị dồn vào trong hang bãi chim và sau đó anh ta đã phải sử dụng tốc biến của mình. Có Africa Freaks vẫn đang là chưa quá đẹp. Zeki anh ta đang chờ một góc. Nod đang đi đầu gây rất nhiều khó chịu lên đội hình của bên phía đối thủ và ăn một xe xích tội lỗi. Ta bị một cây cầm kiếm, ta bị cầm lặng và ta lên bảng đêm số. Bên phía bên này thì Choir đang bị lùa, ta không còn chiêu cuối trăng mờ của mình nữa. Anh ta ở trong hang rồng, anh ta kẹt lại và anh ta lên bảng đêm số và con rồng đã được ăn đi rất gọn gàng bởi Jay White. Và bỗng nhiên giật màn hình một cái thì Jay Dòng thoát đi được. Còn Co đã tới một cái thành công cầm kiếm của mình vào và ta dứt điểm rất gọn gàng cho R ở trong pha thi đấu này. Đó là một pha mà dụ sát thương rất tốt từ Jay White. Khoan đã, Zeki lao lên dứt điểm được ngược trở lại một người. No, anh ta combo khá tốt nhưng sau đó là ta sử dụng tốc biến để nhảy đi, không thể nào nhảy đi được cả bởi vì với Kha'Zix và bắt buộc là phải đi một cái đường vòng. Chú bò của No đã vào được trong hang rồng, đã nhìn thấy đối phương. Siêu bom địa ngục tung ra không mấy chất lượng. Trong khi đó băng địa chấn tung ra vẫn trừng phạt cho mình hàng rồng nhảy thẳng ở phía sau. Nhưng có một người nhảy theo anh ta, đó là Zeki. Tốc biến thoát đi lao Rubat. Nhưng sau đó Jay White vẫn còn sống, anh ta thậm chí là hạ gục luôn Zeki. Tiếp tục nhảy cao thêm một phát nữa. Chiêu cuối trăng mờ tung ra khá đẹp đến từ Choir. Nhưng đó là double kill đến từ Kha'Zix của Jay White và anh ta vẫn chưa phải nằm xuống. Đã lên cho mình một cái mảnh nhỏ của dép đi gai, gai. Và đây là bù lợi bàn tay Baron và những đợt lính lần lượt được điều vào từ cả ba đường rất đẹp bởi T1. Bên phía Africa Freak muốn đánh trả những Zeki lao lên thì cũng chỉ để bốc hơi mà thôi. Lính đang vào từ cả ba đường, đường dưới đã có dành cho T1, đường giữa cũng đã có, đường trên thì chưa có. Nhưng mục tiêu của T1 đang là nhà chính, họ đang muốn đánh ép so với Africa Freak. Nod đang muốn làm điều gì đó nhưng ta hết chiêu rồi. Bây giờ ta không lùi về được, Nod trên bàn đếm số chỉ còn lại Choir và Acrobat, không thể phòng thủ được. Và nhà chính nổ 2-0 thuộc về cho bên phía của T1. Một trận đấu cho rồi ta quyết định không đun vào. Nhưng tình huống đó là tình huống rất nhạy cảm. Cho rồi ta đã sống hầm cũng khá hay. Bóng siêu bom địa ngục được quăng vào, không gây được sát thương vào đội hình của phía T1. Đây là con sứ giả khai nước bằng được cho được ra. Sứ giả khai nước thuộc về cho bên phía của T1. Và thùng đủ nổ, nó ép rất nhiều thành viên của T1 bị văng vào tường. Và đây là pha giao tranh thắng lợi của Africa Freaks. Mặc dù cái khả năng gây sát thương của nó khá là hạn chế. Một người bắt ở đây là Jay Dòng, anh ta vẫn đang cố gắng cầu kéo thời gian, kéo được một người về nhảy vào. Nhưng ngay lập tức đó là một tình huống trạng thái cực kỳ tốt đến từ nó. Hất ngược đối phương về vẫn chưa đủ có thể để đi dứt điểm được. Còn Darius này sát thương là lớn. Jay Dòng, Jay White lao lên, anh ta cố gắng dứt điểm nó nhưng không thành công. Và thân cá sấu được bật đến từ Maru để dứt điểm đi con Kha'Zix vừa rồi. Nhưng bay vào đó là cò, anh ta vẫn đang cố gắng có thể dứt điểm được hai người thấp máu trên kia. Đã có Jay White là người khởi động con rồng này, anh ta rất quyết đoán trong cái tình huống ăn rồng. Bởi vì đồng đội của anh ta đã dịch chuyển tới cò lần này, anh ta không có chiêu cuối, anh ta chuẩn bị hồi chiêu cuối băng địa chấn tung ra, trừng phạt thành công. Cò đang bắt đầu quẩy, anh ta quẩy 1.3, anh ta giết được một người. Trong khi đó bên phía bên kia Jay White đang bắt đầu con Kha'Zix của mình. Nhưng anh ta bị ủi bởi cái lăng bụng đó, double kill
dành cho Fiora. Đó là triple kill dành cho Fiora của Zeki. Và đây sẽ là điểm hạ gục cuối cùng dành cho đội hình của T1 khi mà họ đứng. Bây giờ các hành vi của Alphakid bắt đầu băng lên, họ bắt được một người, họ vẫn chọn cho mình. Đó là Rom của Ben Gunn để tấn công, bởi vì anh ta không có tốc biến, anh ta đã nằm siêu bom địa ngục tung ra rất kịp thời. Và chém cực kỳ đau, anh ta chém 3 phát chỉ nhân. Và bên phía bên kia BDG bốc hơi quá nhanh, Zizong đang phải cố gắng bỏ chạy, tốc biến theo chém nốt Zizong. Double kill dành cho Fiora của Zeki, vào trụ để có được thêm triple kill. Đây có thể là Raka kill, nhưng không có Raka kill. Đứng cản lính, và bây giờ đợt lính của họ đang tràn vào một cách vô cùng đầy đủ. Và họ đã có được ván thi đấu rất quan trọng này với một sự lựa chọn rất bất ngờ, đó là Lee Sin của mình được chữa. Pha này là một pha hết sức quan trọng. Tốc biến lên, bắt được ba người cực kỳ đẹp, vô cùng ảo diệu. Điểm hạ gục đầu tiên trong đấu dành cho Jay White. Bên phía bên đây đang trả sát thương, nhưng Aerobat bắn không được quá nhiều. Nó đang tìm góc vào, anh vẫn chưa chọn được ai cả. Tốc biến lên chém một người, sát thương rất to, nhưng ngay sau đó Daina quay ngược trở lại với trang mờ của anh ta. Hạ gục thành công rồi Akali. Nó đang phải cố gắng bỏ chạy, không bắn được ai cả. Nó thấp máu, tốc biến lên thiêu đốt thành công. Jay White có góc để chém, chém chết được Aerobat. Trong khi đó Maru là người duy nhất sống sót ở trong pha thi đấu này. Đường dưới thì co đen được cửa đây đẩy cao, đường trên thì đúng như tôi vừa nói, dây quay gặp ở đâu là chém ở đó. Maru anh ta bị kích hoạt đại thử thách, đã có sự góp mặt của dây rồng. Maru lên bảng điểm số, người bị kẹt lại đây thứ hai chính là Zeki. Năm một kill dành cho dây quay luôn, điều hay ho hay không, bị giữ chân, đó là nò bị giữ chân lại, bị câm lặng. Cái thiên đỉnh kiếm cùng với lại chiêu cuối của anh ta không hề đẹp, xưa là cả lộ cướp rất hay đến từ Zeki nha. Nó trúng cả bốn người đối phương nhưng nó không trúng vào người quan trọng nhất, đó là Zeki. Zeki vẫn đang đầy đủ máu, cố điểm máu từ xa rất tốt, cầm kiếm vào đầu của nó. Nó bốc hơi rất nhanh, chiêu cuối được tung ra đến từ tầm xa, đến từ con Sena của BDG để bốc thêm giáp. Vẫn là những điều hạ gục đến liên tiếp dành cho Zeki. Double kill dành cho Zeki, không ai có thể ngăn cản được người chơi đi rừng của T1. Tôi đã... đó là Malu là không nhiều, có Zeki ở đây sứ giả khi nước được thả ở khu vực đường trên, và chắc chắn sẽ có trụ thứ hai và trụ thứ hai khu vực trên dành cho thiếu người. Họ thiếu người ở khu vực này, bị giữ chân lại là nò, và đang có một góc đánh rất đẹp, tiếp tục là pha chém vào điểm yếu của Zeki. Anh ta tiếp tục chém được thêm một người nữa, và người thứ hai nằm xuống là Maru, trụ đã bị lấy. Trong khi đó Zeki lại tiếp tục chém một người nữa, phải về bởi đã cổ để hồi phục máu, đó là nò. Nó không còn chiều cuối, bay ngược trở ra, đó là Zeki. Zeki không đá được bất kỳ ai, ấn đồng hồ ngưng động của mình. Zeki đang cố gắng lết về, anh ta bỏ dẹp thiên thần, bay vào hàng sau của đối phương là Co, dứt điểm tất cả mọi người là Co. Double kill dành cho Co. Trong khi đó trở về dẹp thiên thần của mình chưa, chưa, Zeki vẫn đang muốn chơi tiếp. Anh ta tiếp tục chém, quay qua đánh nhà là Zeki. Zeki đang đánh nhà, đồng đội ta đã bị đánh bởi con Akali của đối phương. Anh ta dứt điểm một người, double kill cho Akali, nhưng chỉ cần một chém vào trụ nhà chính mà thôi. Để like fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến Esports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.